Xin trân trọng giới thiệu chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo là một chương trình bác ái vô vị lợi, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc và ranh giới. Sống tinh thần phúc âm, yêu thương, hy sinh và phục vụ. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo ra đời trong 10 năm qua đã mang lại niềm vui và hạnh phúc, niềm tin và hy vọng cho người kém may mắn trong cuộc sống. Thời gian qua, chúng tôi đã phát hành được 27 CD và DVD karaoke thánh ca với nhiều chủ đề khác nhau. Ca tụng Chúa, hát về mẹ Maria, thánh Giuse, cuộc đời dâng hiến, hát cho gia đình, công ơn cha mẹ, đám cưới, ma chay, Giáng sinh, mùa chay, về sự phù vân trong cuộc đời, hòa tấu thánh ca, và gần đây nhất là CD và DVD karaoke thánh ca xuân. Trong 10 năm qua, chúng tôi đã phát hành được 1.197.400 CD và DVD. Tổng số tiền thu được là 24.500.000.000 đồng Việt Nam. Với số tiền đó, chúng tôi đã đóng góp và chia sẻ cho người nghèo qua các công việc từ thiện như sau. Công việc xây dựng nhà tình thương. Người ta thường nói, an cư thì mới lạc nghiệp. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo luôn ra đi và quan tâm đến những người không có nơi nương tựa, thăm viếng những ngôi nhà dột nát cần được sửa chữa. Đây là những anh chị em làm việc vất vả trong cuộc sống mà không có điều kiện để vươn lên. Làm sao an tâm khi ngôi nhà bị dột nát, giấc ngủ không ngon khi mùa mưa kéo về. Hiểu thấu được nỗi lòng của họ, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo ra đi xây dựng lại những căn nhà để cuộc sống của họ được bình an và hạnh phúc. Mỗi căn nhà được xây dựng lên, đó cũng chính là cuộc đời của họ được thay đổi. Từ đây, họ không còn lo lắng khi những cơn mưa lớn kéo về. Trong 10 năm qua, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã xây dựng và sửa chữa 262 căn nhà với kinh phí xây dựng là 5.240.000.000 đồng. Trong 262 căn nhà, chỉ có 90 căn nhà là người Công giáo, còn lại là những căn nhà của những anh chị em tôn giáo bạn. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo làm việc không nhắm đến tôn giáo, điều quan trọng là họ cần gì nơi chúng tôi. Công việc mổ mắt cườm. Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đau mắt cườm có nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân mà chúng ta thường thấy là mọi sinh hoạt của người dân ở miền Tây mỗi ngày đều diễn ra trên những dòng sông, kênh rạch, như là ăn uống, tắm giặt, nuôi gia súc. Vì thế, vệ sinh môi trường kém nên nhiều người già bị đau mắt cườm, phụ nữ bị bệnh phụ khoa, trẻ em bị đau mắt hột. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã tạo mọi điều kiện đưa bệnh nhân đến Sài Gòn để khám và giúp cho họ mổ mắt và điều trị những bệnh liên quan đến mắt. Chương trình đón họ từ sáng sớm tại các vùng quê xa xôi lên Sài Gòn đến trung tâm mắt kỹ thuật cao để khám và chữa bệnh. Các thành viên trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã đến giúp cho họ vào phòng khám, lo ăn sáng trước khi vào phòng mổ. Hạnh phúc của người già là được nhìn thấy con cháu cuối đời, những nụ cười hạnh phúc sau khi được mổ mắt và tin rằng mình sẽ được sáng mắt. Sau khi bệnh nhân được mổ mắt, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo giúp cho họ phần ăn, phát thuốc, kiến bảo hộ và cho xe đưa về đến nhà. 10 năm qua, chúng tôi đã giúp được 5.800 ca mổ mắt cho người già, nghèo khắp nơi với tổng kinh phí là 2.900.000.000 đồng. Chúng tôi luôn luôn có mặt khắp nơi và hạnh phúc khi được chăm sóc đôi mắt của người nghèo. Đôi mắt sáng chính là lúc tâm hồn đã được bừng sáng để nhìn thấy thế giới con người biết yêu thương nhau. Công việc tặng xe lăn và xe lắc. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã đến thăm những người già cả bệnh tật, không có phương tiện đi lại trong gia đình. Xe lăn là một phương tiện rất cần thiết cho những người bệnh tại gia đình. Chúng tôi đã trao tặng xe lăn đến các cơ quan từ thiện tại vùng sâu vùng xa, đem đến tận nhà cho những người già cả bệnh tật, neo đơn. Đồng thời, chương trình cũng đến tận nơi và thăm viếng, trao tặng những chiếc xe lăn. Nếu như xe lăn là phương tiện cho những người bệnh tật, thì xe lắc là một phương tiện cần thiết để cho những người có hoàn cảnh khó khăn muốn vươn lên trong cuộc sống qua việc bán vé số để mưu sinh. 10 năm qua,
chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã trao tặng 2.200 chiếc xe lăn và xe lắc với tổng kinh phí 1.760.000.000 đồng. Tặng học bổng cho học sinh, sinh viên nghèo hiếu học. Chỉ có đi học thì mới có tương lai. Con đường học vấn là con đường bảo đảm và duy nhất giúp người ta thoát ra cái nghèo. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo luôn quan tâm đến các học sinh, sinh viên nghèo hiếu học qua việc trao học bổng hàng năm. Đây là những mầm non của đất nước, tương lai của giáo hội. Các em tuy nghèo khó nhưng vẫn luôn nỗ lực không ngừng để trở thành học sinh và sinh viên giỏi. Chương trình đã giúp học bổng cho nhiều sinh viên ra trường có việc làm ổn định. Có em đã trở thành bác sĩ và nhiều ngành nghề khác. Có em đang học tại những trường lớn quốc tế như trường American Pacific University. Đến hôm nay, chương trình đã giúp được 550 suất học bổng cho học sinh sinh viên với kinh phí là 1 tỷ đồng. Ngoài việc trao tặng học bổng, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo còn giúp tập vở cũng như sách giáo khoa cho các em học sinh vùng sâu vùng xa. Những quyển tập bộ sách đã giúp cho các em an tâm trên con đường học vấn của mình. Chương trình đã trao tặng 270.000 quyển tập và 200 bộ sách giáo khoa với tổng kinh phí là 940.000.000 đồng. Ngoài ra, phương tiện đến trường học cũng là một vấn đề cần thiết cho các em học sinh vùng quê. Chương trình đã trao tặng 240 chiếc xe đạp với kinh phí là 240.000.000 đồng. Công việc phát quà cứu trợ. Mỗi tháng, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đến những vùng quê xa xôi hẻo lánh, từ Cà Mau đến Hà Nội để trao tận tay những phần quà cho những gia đình gặp khó khăn, kém may mắn. Mỗi phần quà chúng tôi trao tặng gồm có gạo, mì gói, nước tương, nước mắm, dầu ăn, đường, muối, thuốc cảm, bánh kẹo và quần áo. Các thành viên trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo ra đi làm việc không mệt mỏi để trao tặng từ 300 đến 500 phần quà cho mỗi chuyến đi hàng tháng. Những phần quà đã mang lại niềm vui hạnh phúc cho những gia đình khó khăn thật sự. 10 năm qua, chúng tôi đã trao tặng được 35.200 phần quà cho người nghèo với tổng kinh phí 11.760.000.000 đồng. Quán cơm tình thương huynh đệ. Hiện nay, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã cho ra đời quán cơm tình thương tại 360 Trần Hưng Đạo, thành phố Mỹ Tho để phục vụ, giúp đỡ cho những người cơ nhỡ, khất thực, bán vé số, bệnh tật, khiếm thị, học sinh, sinh viên nghèo, người già không nơi nương tựa. Quán cơm phục vụ mỗi ngày 2 buổi, trưa và chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Thực đơn cho khách được chuẩn bị trước gồm các món ăn, cơm, canh, món mặn, món xào và trái cây. Ngoài việc lo cho những bữa ăn hàng ngày, mỗi tháng, chương trình chăm sóc sức khỏe cho những người già qua việc trao tặng sữa, dầu xanh và thuốc cảm. Quán cơm ra đời được một năm với tổng kinh phí phục vụ là 600.000.000 đồng. Công việc tặng áo quan. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo không chỉ quan tâm đến những người nghèo về cơm áo gạo tiền, mà chương trình còn giúp đỡ đến những gia đình khó khăn khi có hữu sự ma chay qua việc tặng áo quan. Thời gian qua, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã giúp được 20 chiếc áo quan cho những gia đình có hoàn cảnh đơn chiếc và khó khăn với tổng kinh phí là 20.000.000 đồng. Đến với bệnh nhân tâm thần. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo thường xuyên đến giúp những buổi ăn cho những bệnh nhân tâm thần tại Bệnh viện Tâm thần thuộc tỉnh Tiền Giang. Trong năm qua, chương trình đã đăng ký đến giúp thường xuyên mỗi tháng, phục vụ cho bệnh nhân qua những buổi ăn và chương trình văn nghệ. Kinh phí giúp cho bệnh nhân tâm thần trong những năm qua là 200.000.000 đồng. Công việc giúp người dân tộc và bệnh nhân phong. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo làm việc không phân biệt ranh giới. Chương trình không chỉ giúp những người Kinh mà còn đến với những người anh em dân tộc và những bệnh nhân phong. Thời gian qua, chương trình đã ra đi giúp cho 800 bệnh nhân phong và 2.000 anh em dân tộc qua việc tặng quà, cấp thuốc và xây nhà tình thương với tổng kinh phí 330.000.000 đồng. Giúp các em mổ tim bẩm sinh, điều trị những căn bệnh hiểm nghèo và phương tiện đi khám bệnh.
Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo là nhịp cầu kết nối với các cơ quan từ thiện trong nước và hải ngoại để giúp đỡ cho các em có điều kiện mổ tim bẩm sinh. Chúng tôi đã giúp được 250 ca mổ tim thành công với tổng số tiền là 15 tỷ đồng. Số tiền này do các hiệp hội tài trợ. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo hỗ trợ sau phẫu thuật với tổng kinh phí 1 tỷ 400 triệu đồng. Ngoài ra, chương trình còn giúp những bệnh nhân có những trường hợp đặc biệt, những căn bệnh ngặt nghèo và khẩn cấp như bị rắn cắn, ung thư và nhà cửa khi bị hỏa hoạn với tổng kinh phí 825 triệu đồng. Tổ chức văn nghệ gây quỹ cho Caritas các giáo phận và xây dựng nhà thờ. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo tổ chức những đêm văn nghệ trong nước cũng như hải ngoại để gây quỹ giúp đỡ người nghèo. Ngoài ra, chương trình còn cộng tác tổ chức gây quỹ cho Caritas của các giáo phận như Caritas Tổng Giáo phận Sài Gòn, Caritas Giáo phận Mỹ Tho, Caritas Giáo phận Phú Cường và tổ chức gây quỹ để xây dựng nhà thờ, cụ thể là nhà thờ Trinh Vương B thuộc Giáo phận Long Xuyên vào năm 2015. Đến với các anh em tôn giáo bạn, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo làm việc với phương châm không phân biệt tôn giáo. Chương trình thường xuyên đến thăm và phát quà cũng như trao tặng xe lăn, nhà tình thương tại chùa. Nhờ quý sư, quý thầy là nhịp cầu để trao lại cho những anh em có hoàn cảnh khó khăn. Những dịp lễ lớn, chương trình đến thăm và chúc Tết quý sư, quý thầy. Điều đó đã nói lên tình hiệp thông, đoàn kết, yêu thương mà chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo dành cho các tôn giáo bạn. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo trong 10 năm qua đã ra đi phục vụ 21 tỉnh thành trong nước Việt Nam: Cà Mau, Bạc Liêu, Kiên Giang, Trà Vinh, Vĩnh Long, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Tiền Giang, Long An, Sài Gòn, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Dương, Tây Ninh, Bình Thuận, Bình Phước, Lâm Đồng, Ninh Thuận, Kon Tum, Thừa Thiên Huế và Hà Nội. Tổng kết 10 năm qua, chúng tôi đã phát hành CD và DVD trong nước cũng như hải ngoại, thu được số tiền là 24 tỷ 500 triệu đồng. Chi cho các công việc bác ái từ thiện 27 tỷ 215 triệu đồng. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo xin chân thành cảm ơn quý vị trong nước và hải ngoại đã đồng hành với chương trình trong 10 năm qua và chia sẻ cho người nghèo bằng cách mua ủng hộ CD, DVD, tham gia là thành viên, đóng góp hiện vật để chúng tôi có điều kiện ra đi phục vụ cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Thay mặt chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo, Linh Mục Nguyễn Sang kính chúc quý vị và gia đình được nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành đạt.
Xin trân trọng giới thiệu chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo là một chương trình bác ái vô vị lợi, không phân biệt tôn giáo, sắc tộc và ranh giới. Sống tinh thần phúc âm, yêu thương, hy sinh và phục vụ. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo ra đời trong 10 năm qua đã mang lại niềm vui và hạnh phúc, niềm tin và hy vọng cho người kém may mắn trong cuộc sống. Thời gian qua, chúng tôi đã phát hành được 27 CD và DVD karaoke thánh ca với nhiều chủ đề khác nhau. Ca tụng Chúa, hát về mẹ Maria, thánh Giuse, cuộc đời dâng hiến, hát cho gia đình, công ơn cha mẹ, đám cưới, ma chay, Giáng sinh, mùa chay, về sự phù vân trong cuộc đời, hòa tấu thánh ca, và gần đây nhất là CD và DVD karaoke thánh ca xuân. Trong 10 năm qua, chúng tôi đã phát hành được 1.197.400 CD và DVD. Tổng số tiền thu được là 24.500.000.000 đồng Việt Nam. Với số tiền đó, chúng tôi đã đóng góp và chia sẻ cho người nghèo qua các công việc từ thiện như sau. Công việc xây dựng nhà tình thương. Người ta thường nói, an cư thì mới lạc nghiệp. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo luôn ra đi và quan tâm đến những người không có nơi nương tựa, thăm viếng những ngôi nhà dột nát cần được sửa chữa. Đây là những anh chị em làm việc vất vả trong cuộc sống mà không có điều kiện để vươn lên. Làm sao an tâm khi ngôi nhà bị dột nát, giấc ngủ không ngon khi mùa mưa kéo về. Hiểu thấu được nỗi lòng của họ, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo ra đi xây dựng lại những căn nhà để cuộc sống của họ được bình an và hạnh phúc. Mỗi căn nhà được xây dựng lên, đó cũng chính là cuộc đời của họ được thay đổi. Từ đây, họ không còn lo lắng khi những cơn mưa lớn kéo về. Trong 10 năm qua, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã xây dựng và sửa chữa 262 căn nhà với kinh phí xây dựng là 5.240.000.000 đồng. Trong 262 căn nhà, chỉ có 90 căn nhà là người Công giáo, còn lại là những căn nhà của những anh chị em tôn giáo bạn. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo làm việc không nhắm đến tôn giáo, điều quan trọng là họ cần gì nơi chúng tôi. Công việc mổ mắt cườm. Người ta thường nói, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Đau mắt cườm có nhiều nguyên nhân. Một trong những nguyên nhân mà chúng ta thường thấy là mọi sinh hoạt của người dân ở miền Tây mỗi ngày đều diễn ra trên những dòng sông, kênh rạch, như là ăn uống, tắm giặt, nuôi gia súc. Vì thế, vệ sinh môi trường kém nên nhiều người già bị đau mắt cườm, phụ nữ bị bệnh phụ khoa, trẻ em bị đau mắt hột. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã tạo mọi điều kiện đưa bệnh nhân đến Sài Gòn để khám và giúp cho họ mổ mắt và điều trị những bệnh liên quan đến mắt. Chương trình đón họ từ sáng sớm tại các vùng quê xa xôi lên Sài Gòn đến trung tâm mắt kỹ thuật cao để khám và chữa bệnh. Các thành viên trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã đến giúp cho họ vào phòng khám, lo ăn sáng trước khi vào phòng mổ. Hạnh phúc của người già là được nhìn thấy con cháu cuối đời, những nụ cười hạnh phúc sau khi được mổ mắt và tin rằng mình sẽ được sáng mắt. Sau khi bệnh nhân được mổ mắt, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo giúp cho họ phần ăn, phát thuốc, kiếng bảo hộ và cho xe đưa về đến nhà. 10 năm qua, chúng tôi đã giúp được 5.800 ca mổ mắt cho người già nghèo khắp nơi với tổng kinh phí là 2.900.000.000 đồng. Chúng tôi luôn luôn có mặt khắp nơi và hạnh phúc khi được chăm sóc đôi mắt của người nghèo. Đôi mắt sáng chính là lúc tâm hồn đã được bừng sáng để nhìn thấy thế giới con người biết yêu thương nhau. Công việc tặng xe lăn và xe lắc. Chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã đến thăm những người già cả bệnh tật, không có phương tiện đi lại trong gia đình. Xe lăn là một phương tiện rất cần thiết cho những người bệnh tại gia đình. Chúng tôi đã trao tặng xe lăn đến các cơ quan từ thiện tại vùng sâu vùng xa, đem đến tận nhà cho những người già cả bệnh tật, neo đơn. Đồng thời, chương trình cũng đến tận nơi và thăm viếng, trao tặng những chiếc xe lăn. Nếu như xe lăn là phương tiện cho những người bệnh tật, thì xe lắc là một phương tiện cần thiết để cho những người có hoàn cảnh khó khăn muốn vươn lên trong cuộc sống qua việc bán vé số để mưu sinh. 10 năm qua,
chương trình tiếng hát vì người nghèo đã trao tặng 2.200 chiếc xe lăn và xe lắc với tổng kinh phí 1.760.000.000 đồng. Có em đã trở thành bác sĩ và nhiều ngành nghề khác. Có em đang học tại những trường lớn quốc tế như trường American Pacific University. Đến hôm nay, chương trình đã giúp được 550 suất học bổng cho học sinh sinh viên với kinh phí là 1 tỷ đồng. Ngoài việc trao tặng học bổng, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo còn giúp tập vở cũng như sách giáo khoa cho các em học sinh vùng sâu vùng xa. Những quyển tập bộ sách đã giúp cho các em an tâm trên con đường học vấn của mình. Chương trình đã trao tặng 270.000 quyển tập và 200 bộ sách giáo khoa với tổng kinh phí là 940.000.000 đồng. Ngoài ra, phương tiện đến trường học cũng là một vấn đề cần thiết cho các em học sinh vùng quê. Chương trình đã trao tặng 240 chiếc xe đạp với kinh phí là 240.000.000 đồng. Công việc phát quà cứu trợ. Mỗi tháng, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đến những vùng quê xa xôi hẻo lánh, từ Cà Mau đến Hà Nội để trao tận tay những phần quà cho những gia đình gặp khó khăn, kém may mắn. Mỗi phần quà chúng tôi trao tặng gồm có gạo, mì gói, nước tương, nước mắm, dầu ăn, đường, muối, thuốc cảm, bánh kẹo và quần áo. Các thành viên trong chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo ra đi làm việc không mệt mỏi, để trao tặng từ 300 đến 500 phần quà cho mỗi chuyến đi hàng tháng. Những phần quà đã mang lại niềm vui hạnh phúc cho những gia đình khó khăn thật sự. 10 năm qua, chúng tôi đã trao tặng được 35.200 phần quà cho người nghèo với tổng kinh phí 11.760.000.000 đồng. Quán cơm tình thương huynh đệ. Hiện nay, chương trình Tiếng Hát Vì Người Nghèo đã cho ra đời quán cơm tình thương tại 360 Trần Hưng Đạo, thành phố Mỹ Tho, để phục vụ, giúp đỡ cho những người cơ nhỡ, khất thực, bán vé số, bệnh tật, khiếm thị, học sinh, sinh viên nghèo, người già không nơi nương tựa. Quán cơm phục vụ mỗi ngày 2 buổi, trưa và chiều, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Thực đơn cho khách được chuẩn bị trước gồm các món ăn, cơm, canh, món mặn, món xào và trái cây. Ngoài việc lo cho những bữa ăn hàng ngày, mỗi tháng, chương trình chăm sóc sức khỏe cho những người già qua việc trao tặng sữa, dầu xanh và thuốc cảm. Quán cơm ra đời được một năm với tổng kinh phí phục vụ là 600.000.000 đồng.